Không để mọi người phải chờ lâu thì mình xin phép bắt đầu cái chương trình của chúng ta luôn nhé. Trước hết thì xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến cái buổi Zoom của Cương Bích hôm nay. Thì hôm nay thì Cương Bích sẽ chia sẻ mọi người về cái xây dựng dàn tài khoản, và cái này thì nó sẽ giúp cho mọi người có một cái dàn tài khoản ổn định và chúng ta có thể là vượt bão thành công được, bất chấp bão. Bất chấp bão thì hơi quá, có những cái đợt mà bão nó to quá thì nó quét sạch nha. Mà thôi, đưa vào tiêu đề cho nó hoành tá tràng. Vậy thì trước khi mà bắt đầu cái chương trình á, thì mình muốn hỏi mọi người là mọi người đang gặp cái vấn đề gì khi mà xây dựng dàn tài khoản quảng cáo? Có ai đang muốn chia sẻ là mọi người đang gặp vấn đề gì không? Có thể là bật mic, bật cam lên. Để được thì giải quyết luôn trong hôm nay, đỡ mất công tốn tiền. Thế còn hôm nào mà gặp riêng là tốn tiền đó. Có ai muốn không? Mọi người muốn thì giơ tay lên. Mình muốn hỏi là mọi người đang gặp vấn đề gì khi mà xây dựng dàn tài khoản quảng cáo? Hay là không ai gặp vấn đề gì cả? Không ai gặp vấn đề gì thì đưa video lên nha, cho xem nè. Hoặc mọi người cũng có thể chat, nếu mà ngại 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 bật lên thì có thể chat. Phúc có gặp vấn đề gì không Phúc? Nếu mà chưa chạy à? Chưa chạy thì cũng không hợp lý đâu. Thì nghe cho hiểu cho vui thôi. Vì cái này thì chắc chắn là phải phải dành cho dân dân chạy rồi. Chạy rồi thì mới ấy. Mình muốn hỏi là mọi người đang gặp vấn đề gì, còn những người còn lại thì sao? Cảm ơn Acer. Sếp chạy con rết. Chạy bình thường rít, nhưng mà cái rít thì nó dở cái nha, cũng không hiểu luôn là có vía chạy được vía không nha. Thì nó cũng ngon ngon như là bình thường thôi. Sao mọi người có ai bị gặp vấn đề tài khoản không? Không phải xem hay chưa biết gì nhá, ở đây ý là mình muốn mọi người gặp vấn đề gì để chúng ta xử lý một cái chương trình nó tốt hơn á. Bởi vì nếu mà không biết gì thì chúng ta không học chương trình hôm nay được, chúng ta sẽ phải học một cái chương trình khác. Vì hôm nay chỉ có thực hành thôi, không có nói gì khác, tức là làm thế nào để xây dựng một cái dàn tài khoản, các bước như thế nào thôi, không có cái gì khác. Nên là nếu mà mọi người nói thử xem mọi người đang vướng, ví dụ có thể là chưa biết mua bia, hoặc là lên nó chết hay là bị gì đó, thì chúng ta chat để cái chương trình nó được diễn ra nó tốt hơn đó. Nó đỡ, nó bám sát với mọi người hơn. Còn khi mà mình thiết kế một cái chương trình này thì mình đang tự nghĩ ra thôi, mình không không có cái thông tin về, tức là mọi người đang gặp cái chuyện gì, chúng ta đang gặp vấn đề gì khi mà xây dựng dàn tài khoản quảng cáo cho bản thân chúng ta. Chúng ta gõ chat nhé, xem mọi người đang gặp vấn đề gì nhé. Chưa rõ thì chưa rõ như thế nào, ý là khoản nuôi, tức là mình không không rõ là nuôi bao lâu như thế nào, thì mình cứ nói chi tiết đi, ví dụ như mà nó ngắn ngắn á, thì trong chương trình này nó sẽ giải quyết được thì sẽ về giải quyết luôn. Nên là mình không không mình nói càng chi tiết càng tốt. Hải có muốn bật mic lên chia sẻ không? Đó, chưa rõ hỏi đấy, cái lớp này vui nhỉ. Chưa rõ khoản nuôi bia là chưa rõ chỗ nào, mua bia hay là nuôi hay là cái gì, chưa rõ là chưa rõ đoạn nào. Chưa rõ phần nào của cái đoạn nuôi bia. Rồi, ok. Ghi vào đây. Đó. Nuôi nuôi bao lâu là chạy được?
Một vấn đề tiếp. Có ai vấn đề gì khác không? Cái này Phúc có hỏi là có cần chung nước, chung quốc gia và của Việt không? Có ạ. Ok. Rồi. Mọi người có câu hỏi gì nữa không? Đây, hỏi thì có người giải quyết cho mà cũng không có ai hỏi. À. Thì mong muốn cái gì thì ghi vào đây. Rồi nuôi bao lâu rồi, có gần chung quốc gia không? À, em có một con bia bị hạn chế ngân sách, làm thế nào để tăng ngân sách à? Hay làm thế nào để mở? Thế nào để mở hạn chế ngân sách? Sách bia. Ok. Câu hỏi hay mà. Rồi. Gì nữa không? Để tăng ngân sách bia. Tại sao mà bây giờ mình muốn chạy 5 triệu một ngày hoặc là chạy 30 triệu một ngày thì làm như thế nào chẳng hạn, đúng không? Chứ cứ lẹt đẹt chạy ngày được 200 ngàn. Hạn chế là em về mức bao nhiêu em? Hạn chế về mức bao nhiêu? Mức của em hạn chế về mức bao nhiêu? Một triệu. Rồi. Ok. Rồi ok. Còn ai có vấn đề gì nữa không? Đó, một loạt vấn đề thế này mà không giải quyết đi thì tự đi mò cho nó khổ. Được chưa? Còn vấn đề gì nữa không? Tài khoản ôn thẻ hậu. Tài khoản ôn thẻ bị hậu. Rồi, ok. Gì nữa không? Tài khoản ôn thẻ hậu. Chết mày, mấy cái này hôm nay không định có nói về mấy cái này đâu. Đâu nào còn ai hỏi hết nữa không? Cho mọi người ít phút nữa để hỏi. Không mọi người đi mò tốn tiền chán ấy. Bởi vì bản thân em là phải trả rất là nhiều tiền cho cái loại bia này rồi. Trả nhiều lắm. Chạy Black. Chạy Black là chạy như thế nào? Hỏi cụ thể ra. Cụ thể ra sợ gì không cao? Ngài ngân gì? Mình phải tắt cái Messenger đi đấy. Đang phải nhấc điện thoại tắt Messenger để khỏi Facebook nó nghe lén, nó khóa tài khoản chết. Nó khóa đó nhờ. Nó vừa bảo hay là ta bùng cái tài khoản này đi, cái nó nghe cái nó khóa luôn. Khóa mất xác. Black là như thế nào? Black cụ thể hơn. Mong muốn. Mong muốn mà không cụ thể thì làm sao mà giúp được. Sản phẩm 1. Chạy hoài nó không lên rồi sao? Lên chạy không được hay sao? Là cấm vi phạm chính sách. Thì cái này nó không thuộc vấn đề dàn tài khoản nên là không trả lời được. Đó là chạy vi phạm chính sách. Câu đó thì không có trả lời được.
Rồi, cho một người nữa, ai đang có vấn đề gì hỏi nốt luôn. Một người nữa. Tín có video không? Tun, anh có dùng Tun rồi, Tun nuôi. Tun nuôi số lượng lớn. Tài khoản. Cái này là nuôi chạy S hay là nuôi để làm nhiệm vụ gì? Hai. Nuôi này nuôi chạy S hay nuôi để làm gì? Nuôi có hai kiểu nuôi, nuôi là một là mình nuôi để chạy S. Hai là mình nuôi kiểu như là để seeding, để bán hàng cá nhân đó. Nuôi chạy S. Ok. Câu hỏi chạy Black mà không bị quét hay sao tài khoản? nuôi số lượng lớn tài khoản để chạy ad đấy, để ad rồi cứ ghi vào đây. Tool nuôi seeding, nuôi để seeding. Cho em mọi người nuôi seeding nhà em cung cấp dịch vụ seeding cho ai. Rồi có câu hỏi rồi. Câu hỏi là chạy Black, chạy Black lách mà không bị quét dàn tài khoản, tức là không bị quét liên đới đúng không? Ok, quét liên đới nhá. Còn nói chung là khi mà chúng tại thì chúng ta sẽ dục luôn rồi. Rồi ok, thì câu nào giải quyết được thì chúng ta sẽ giải quyết, câu nào chưa giải quyết được thì chúng ta giải quyết, thì để đây nhá. Bởi vì có những cái phần trong cái phần học á, thì chúng ta sẽ giải quyết dần dần. Nào nợ thì tí nó sẽ bảo nợ. Rồi. Vậy thì cái mong muốn ở đây là mọi người cần chạy bao nhiêu, có bao nhiêu tài khoản. Mọi người đây này đang cần, mong muốn là cần có bao nhiêu tài khoản. Và cần chạy mức ngân sách bao nhiêu hàng ngày. Rồi mọi người gõ con số là mọi người cần bao nhiêu tài khoản. Chúng ta gõ con số tài khoản mà mọi người cần. Vừa đủ thôi nhá. Đừng có gõ 1000 con, 1000 con có thực sự cần không? 1000 con là làm được thôi, nhưng mà tiền nguyên liệu này, tiền tun này, tiền đủ các loại. Rồi ok, đủ tiếng cần 10 con. Rồi 10 con. Ok, mọi người gọi con số mọi người nào. Chúng ta không biết muốn gì thì làm sao chúng ta học được. Chúng ta cần bao nhiêu con chúng ta gọi đây. 10. Có ai muốn 2-3 con không? Hai muốn 100 con không? 20 đến 20 con này. Cái này là cần tài khoản nhá. Được rồi, cần nick. Tức là cần nuôi được đúng không? Ở đây bạn này là cần nuôi được. Được 10 đến 20 con để seeding. Rồi ok, nuôi để seeding khác hay nuôi chạy ad khác? Hay bởi vì nếu mà nuôi seeding á thì vài chục con vẫn trên một IP ngon, không nhất thiết là phải 3G hay là gì hết nhá. Tầm này nhá, tầm 30 con này thì vô tư. Rồi những người còn lại sao? Thương cần bao nhiêu con? Hoàng Đức cần bao nhiêu con? Không biết Hoàng Đức này có phải bạn Hoàng Đức hay comment không, đến chương trình nào ông comment là sao được.
Rõ ràng là có rồi, ông vẫn comment. Rồi. Muốn black à? Có ông nào muốn chạy black? À muốn muốn chạy black mà không chết trùng. Rồi, ok. Rồi. Muốn gì nữa không? Muốn đáp ứng cho. Trời. Nó nói mình muốn cái gì mà cũng không 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 có ý kiến nữa thôi. Nên là nhiều khi em không không muốn dạy online vì vậy á. Ông thì ngủ, ông thì cho con ăn. Ông thì giờ ôm vợ cũng nên. Bà thì giờ đôi khi cầm bát cơm để ngồi nhai. Đâu rồi, Phúc cũng muốn bao nhiêu con tài khoản? Phúc có cả dùng proxy rồi đủ các thể loại này. Mỗi mỗi cái mức á, nó phải cần cái gọi là đồ chơi nó sẽ khác nhau. Phúc cần bao nhiêu con Phúc? 10 con khác nha, 30 con là khác nha, 50 con, 100 con nó lại là một cuộc chơi khác. Rồi. Rồi, ok. Rồi, không có ai muốn gì nữa thì chúng ta bắt đầu nhá. Rồi, nếu mọi người sẵn sàng thì chúng ta gõ SS nhá. Sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu cái chương trình hôm nay nhé. Đỡ mất công. Rồi. Rồi những người còn lại đâu? Mới có 2 người sẵn sàng à? Có hết chưa nào? Bởi vì nếu mà chúng ta mọi người học hành mà mọi người không không có tập trung, không có thao tác gì, nó buồn ngủ lắm. Mà chúng ta học chả đến đâu cả. Rồi, ok mọi người. Thì mình xin phép được bắt đầu luôn vào cái phần mà hôm nay mình đã nói đầu buổi, đó là chúng ta làm sao xây dựng một cái dàn tài khoản mà ổn định mà bất chấp bảo được. Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến cái lý do tại sao mọi người phải xây dựng dàn tài khoản. Thì Facebook hiện tại nó đã thay đổi rồi. Tức là ngày xưa thì chúng ta cứ là ổn định. Ổn định. Tức là xưa nhé. Đó, nhưng mà nay thì kiểu gì rồi cũng quá. Nên là em tiết lộ cho mọi người một cái bí mật. Trước đây á thì thẻ khi nào nạp đầy tiền để cho nó trừ á, nó trừ, tức là nó trừ không bị gián đoạn. Nhưng mà nay á thì không, chả là khi nào đến ngưỡng trừ mà trừ không được á thì bắt đầu mới nạp tiền. Không biết tại sao phải làm như vậy không? Có ai làm như vậy không? Ở đây những ai làm như vậy thì chúng ta gõ số 1 xem nào, nếu mà ai chưa thì gõ số 0 xem nào. Tiết lộ cho cách tiết kiệm được mớ tiền. Số 1 là làm rồi, số 0 là chưa làm. Chưa tức là bỏ một đống tiền trong thẻ, nó trừ khi nào thì trừ. Rồi. 1 1 0 0. Rồi. Thì lý do tại sao mà phải làm như vậy á, bởi vì nói thế ấy, nhưng mà mỗi lần mà Facebook nó khóa tài khoản, nó sẽ trừ tiền trước và nó khóa luôn. Thì như vậy là mình vừa mất tiền, vừa bị khóa tài khoản. Có phải bực không? Mà chơi kiểu vậy thôi khỏi. Mày mà khóa tài khoản tao thôi khỏi trả tiền. Ok mọi người hiểu chưa? Những cái muốn làm trò này mọi người phải tách từ các cái thẻ ra nhé, phải có nhiều thẻ nhé. là mỗi cái dàn tài khoản, mỗi cái tài khoản là phải chạy riêng để mình tách tiêu từng cái được. Ví dụ cái đó nợ là mình ngắt dừng lại luôn. Thế cho mọi người hiểu không? Hiểu thì gõ hát nha. Tức là như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được mớ tiền. Thì bây giờ nó buồn buồn nó khóa. Nhưng mà như ngày xưa đâu.
Thì thôi khóa vậy thôi, thì cho ta nợ khoản đó. Mà muốn nợ, muốn cái đó thì chúng ta phải làm nhiều thẻ nhé. Nhiều thẻ nhé. Cái này nó phải cần nhiều thẻ. Nhiều thẻ để ngắt riêng từng tài khoản. Rồi. Khóa thì ngắt. Những người còn lại hiểu không? Nếu ai ai hiểu chúng ta gõ H, hoặc người những người ông số 0 thấy hay chúng ta gõ H xem nào. Không, bây giờ chữ cao thủ không bằng tranh thủ. Nhưng cho ra ăn một ngưỡng là tha hồ mà mua nguyên liệu rồi. Không, cái này nó có thể mấy anh em chạy sạch hơi bực, nhưng mà thật sự mình cũng không có muốn chạy như vậy đâu. Nhưng mà Facebook nó hỗn nặng quá. Nó cái chơi kiểu vậy thì ông nội nào mà chơi lại với nó. Tức là ngày xưa thì nó cứ ổn định chạy, nó lâu lắm mới chết tài khoản nó pay. Còn nay kiểu gì khóa thì cứ để số dư. Số dư bằng 0. Thế thôi, ông nào chửi mình thì chửi cái chuyện này nhá. Nhưng mà nếu mà mọi người không thì tự nhiên bị khóa xong nó mệt lắm. Và cũng rất là nhiều lần nha, thằng Facebook này nhá, nó nếu mà nó khóa, kiểu như nó khóa mà mình kháng lại được á, là mình sẽ trả tiền cho nó, mình chạy tiếp. Mà nó kháng bệnh viện là thôi mình nợ luôn, chứ không phải là mình bỏ nó đâu. Tức là nó khóa, mà nếu mà nó bất thường á, ok, tao kháng, về thì tao trả tiền chạy tiếp. Bởi vì nếu mà ở đây nhá, ở đây có mọi người sẽ thấy là nếu như mà một cái tài khoản á mà nó không thanh toán thì nó sẽ báo là lỗi tài khoản. Nó bị khóa thì nó khi mà khóa xong thì nó sẽ báo là lỗi tài khoản, tức là không chạy được. Còn nó báo vô hiệu hóa là rồi á, là không có về. Rồi. Tiếp theo nữa là cái nick Facebook hiện tại này. Cái nick đó, nick Facebook ạ. Nick Facebook nó rất là dễ bị hạn chế quảng cáo. Đó. Và cái chạy mình chạy theo kiểu chia dàn này á, thì nó mình thấy là nó hiệu, nó ổn định hơn, nó đỡ bị khóa hơn. Rồi, thì chúng ta cần nguyên liệu chuẩn bị này. Thứ nhất là chúng ta cần bia chạy ép này. Thì nếu mà có điều kiện thì chúng ta mua 902. À, ok. Còn nếu không á thì là xác minh danh tính cổ. Rồi. Cầm tài khoản á thì cứ xác minh danh tính mà dùng. Có điều kiện thì mua bia bất tử nữa. Được chưa? Và tốt nhất là hai con trở lên. Rồi, hai con trở lên. Rồi, VA cho tài khoản này. Thì nếu mà chúng ta chạy quảng cáo thông thường á, thì thông thường nhé, mình nói thông thường nhé, thì chúng ta sẽ nuôi VA. Nuôi VA lấy tài khoản. Đó. Còn nếu mà chúng ta muốn ngưỡng cao á, thì chúng ta mua VA ngưỡng cao. Rồi. Còn VIA cầm bay ấy, thì cái này là tốt nhất là của chính chủ, hoặc là VIA sạch, sạch không động ép. Rồi, cái đoạn này mọi người có câu hỏi gì không? Nếu mà không có câu hỏi, mọi người hiểu hết các cái nguyên liệu này rồi á, thì chúng ta gõ OK nhé. Rồi, những người còn lại sao? Gõ OK hết đi. Nếu mà mọi người không có câu hỏi gì, còn ví dụ như ai không hiểu bất cứ một cái khái niệm nào ở trong này thì mọi người cứ đặt câu hỏi. À, rồi, VA cho tài khoản. À, rồi. Tức là cái này không, cái này để tí nữa vào thực hành nó sẽ dễ hiểu hơn. Tức là thông thường nếu mà chúng ta chạy thông thường á, nó là sẽ mình sẽ nuôi một con VA và mình chạy quảng cáo.
ảo trên tài khoản của con đó. Nhưng mà như vậy thì nó rất là dễ khóa. Thì hôm nay chúng ta đang nói là cách chúng ta xây dựng một cái dàn tài khoản. Thì dàn này thường thường chúng ta sẽ chạy chéo, tức là via này chạy tài khoản kia, via cho tài khoản đây. Ví dụ mở một con như thế này, mọi người dễ hình dung. Via cho tài khoản là một con via như thế này nhé. Ví dụ đây là một con via cho tài khoản này. Đấy, mọi người sẽ thấy cái con via mini đỉnh này này, nó sẽ cầm một loạt tài khoản như thế này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con, tức là nó sẽ cầm một đống tài khoản, không phải nó cầm mà nó sở hữu một đống tài khoản nhé. Sau đó nó sẽ share quyền cho con khác nó chạy. Thì cái này là via này là chưa thấy xe là sao nhỉ? À biết rồi, ok mọi người, chưa xem màn hình chỗ đó. Thả là nó bị vướng. Ok mọi người thấy chưa? Tức là con via này sở hữu tài khoản. Thì thông thường á, mọi người một con via á nó chỉ có một tài khoản thôi, ví dụ như tài khoản này là tài khoản Minh Nhi Đình này. Con via này là via Minh Nhi Đình này. Đây. Minh Nhi này đây, ta vào Facebook của con via này nhé, cho mọi người dễ xem nhé. Đây là con via này là gọi là via cho tài khoản. Đây. Không, thực chất là cái này là gọi, tức là chuyện phân chia vai trò thôi. Làm sao share được tài khoản cá nhân cho một nick cá nhân cầm vậy. À rồi, ok. Thì cái này á, thì cái đó tí ở cái phần thao tác thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Share nhét hết qua một con thôi. Nhưng mà cái này thì mình đang mua loại gọi là via có 10 tài khoản quảng cáo luôn, để dùng luôn cho nó rẻ. Thằng này thì nó rẻ hơn là mọi người đi mua via. Bởi vì một con via bây giờ chúng ta mua nó cỡ khoảng 60 danh tính thì nó cỡ béo nhất là 50.000. Nếu mà ngon hơn, loại tốt hơn, cổ hay nhiều bạn thì nó cỡ khoảng 60-70.000 rồi. Chúng ta tạo được 10 tài khoản là hết có 600.000 rồi. Nhưng mà một con via loại 10 tài khoản như thế này á, thì nó có tầm khoảng 150.000 này, cao lắm là 200.000. Tức là 20.000 là chúng ta đã có một tài khoản này. Thì loại này thì tha hồ dùng. Đây mọi người thấy không? Một loạt này. Một tầm như cái con này nó đang nợ, bọn này nó vẫn không sao. À hôm nay anh không có quay đâu. Ông nào học được thì học, không học được thì hôm nào anh sẽ tổ lớp, anh mở lớp, anh thu phí, anh hỗ trợ. Không có quay được nhá. Hỏi thì không trả lời, giờ hỏi quay clip không. Đoạn đi chơi với người yêu thì ai đi chơi dùm cho, anh phải ngồi đây. Rồi, thì ok, via này gọi là via cho, tức là cấp tài khoản. Thì tí nữa cái này vào thực hành thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại này. Rồi, à thôi để mình share full màn hình nha, mọi người dễ hình dung. Làm thế nào để share thì ý là từ cái chỗ cái chỗ của
của Mai hỏi á. Ôi trời. Ready mode. Auto input. Bị rớt mọi người. Rồi, xin chào. Mọi người vào lại được chưa? Vào được rồi thì chúng ta gõ số 2 chào nhau cái nhé. Rồi, cái chỗ máy mai thế này hỏi là làm sao để xe thì có phải là, thì cái này mình hỏi lại là bạn không xe được, không xe vào được, hay là bạn ý là bạn không biết cách xe, hay là khi bạn xe vào thì nó bị lỗi, tức là nó báo không được xe. Cái chỗ câu hỏi của Mai Mai cái này á, với hai cái đó khác nhau nha. À rồi, ok. Vậy là không phải là không biết xe mà là cái lỗi không xe được. Rồi, hiểu. Cái này thì bắt buộc phải sử dụng BM thôi. Nhét hết vào một cái BM. Thì trong trong hôm nay chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta nói về BM. Tức là xe quyền bằng BM. Chúng ta sẽ xe vào bằng BM nhé. Tức là còn không thì cái cách tốt nhất là hiện tại là mọi người mua luôn con bia có 10 tài khoản. 150.000, 15.000 một con, xong. Còn không thì chúng ta học về BM. Mua ở đâu á? Cái này thì liên hệ bên mình, tí nữa hết vô mình liên hệ thì mình nói cho, bởi vì cái loại này thì cũng không có ở trên site. Bên mình có site bán bia. Nhưng mà không, ý là mình cũng không có public. Mất gì? Public các anh em không mua bia nữa thì mua cái loại đấy. Nên thường thường loại đấy mình chỉ cung cấp, tức là mình chỉ nói cho học viên thôi. Học viên, ví dụ đây là cái chương trình này là tách ra từ chương trình Facebook cầm tay chỉ việc. Học trên sản phẩm học viên thì mình có dạy họ về trick thì mình sẽ chia sẻ cái đó. Cho mình cũng không muốn rộng. Và cái đó thật sự là ít ít người biết. Không phải là không ai biết mà là ít người biết. Nó tiết kiệm khá là nhiều tiền. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia cái dàn tài khoản nhé. Chúng ta mình sẽ làm, nói chung là làm sẽ làm hết sức là chậm cho mọi người. Rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ mua bia này. Được chưa? Rồi chúng ta có file quản lý bia này. Bây giờ mình sẽ làm cái file quản lý bia trước nhé. Bởi vì nếu mà mọi người không có file quản lý bia, mọi người sẽ rất bị rối. Tức là mọi người rất là khó để mà theo dõi cái phần thực hành này. Thì mình sẽ làm một cái file để mọi người, để mình mọi người quản lý bia. Rồi cái file của mình thì nó bị có pass trong đó rồi, mình không muốn mọi người thấy. Chúng ta sẽ làm một cái file quản lý bia nhé. Này, ví dụ như là quản lý này, bia này, demo này. Rồi, ok, chúng ta sẽ có là đầu tiên là STT này, rồi tiếp theo là loại bia này, loại bia này. Ok, tên bia. Rồi, thông số bia. Thông tin bia, thông tin bia. Và nó đang được lốc ở đâu? Lốc. Lốc ở đâu? Lốc. Rồi. Tiếp theo là nó đang được thêm cái thẻ Visa nào. Rồi. Ok, và chúng ta sẽ cần một cái nữa là thời gian. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ mua. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy này nha. Là cái bia này đúng không? Bia cầm này thì chúng ta không phải mua, coi như là chúng ta có rồi nhá. Là có này. Có. Có sẵn nhá, mình không phải mua nhá. Đúng không? Thì cái bia cho tài khoản này mình cũng có rồi, mình không phải mua nhá. Mình ví dụ nhá.
cho mọi người dễ hình dung nhé. Thôi để mình sẽ lấy mua một con luôn để mình làm từ A đến Z cho mọi người dễ hình dung đi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ cần mua 3 con. Rồi, sẽ mua 3 con. Đây là cái trang bán tia bên mình. Mình sẽ mua 3 con tia. Ba con tia. Cái này thì mình demo nên là mình không mua cái loại bia xác minh hành vi tính nha. Mình mua cái bia nó rẻ nhất thôi. Rẻ nhất thì mình sẽ mua bia Việt cổ này. Việt cổ để mình demo, bởi vì mua bia Việt cổ á thì mình còn lấy mình đi shipping được. Tí mình nạp vào phần mềm mình đi shipping. Cho lấy loại kia mình thực hành cho mọi người xong mình không biết vứt đi đâu. Rồi. Bây giờ mình mua 3 con. Ok. Cái này thì mọi người phải đăng ký tài khoản mà chúng ta nạp tiền vào chúng ta mới mua được nhé. Rồi, mình sẽ ấn xem ngày. Rồi. Xếp bốc này. Đó. Đây chúng ta có 3 con bia nhé. Sao chép này. Rồi. Thông tin bia. Đó, chúng ta có 3 con. Đầu nhỉ. Nút cắt rồi mọi người nhỉ. Ok. Rồi. Thời gian là ngày 17.17.03.2023. Rồi. Loại bia này là Việt cổ này. Việt cổ 111. Đây, có 3 con nhé. Con này là vai trò nhé. Rồi. Giờ tên bia này. Rồi để cho tí mọi người chia sàn thôi. Rồi. À, cái này lốc là mình sẽ lốc máy ảo nhé. Máy ảo TK1. Được chưa? Thế là mình biết là mình lốc ở đâu. TK2 nhé. TK3 nhé. Rồi, mình tạm đánh số nó là TK1, TK2, TK3 đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ thực hành nhé. Ok, mình sẽ mở cái máy ảo mình lên. Chúng ta đến bước nào này nhỉ? Mua bia, rồi. File quản lý bia, ok. Tạo môi trường sạch. Môi trường sạch thì nếu mà có điều kiện thì chúng ta nên sử dụng VPS. Được chưa? VPS nhé. Nếu không có điều kiện thì là máy ảo. Mà không có điều kiện nữa là trình duyệt. Duyệt. Đó, trình duyệt riêng á, người dùng á, vậy thôi. Trình duyệt bóng ma thì tốt hơn. Đó. Mà đó, mà không nữa thì nó là trình duyệt chôn cho nó lành. Đó, từng cấp độ á, ngon đến không ngon á. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hành cho mọi người nhé. Mình sẽ mở cái máy ảo lên. Mọi người chờ chút, nhiều quá mình không biết máy ảo nằm đâu nữa. Đây, ok, mình sẽ mở máy lên. Nhập vào. Cái máy mình lốc khá nhiều bia là mình không muốn lốc thêm đấy. Rồi.
Bây giờ mình sẽ mở thằng Chrome lên nhé. Mở Chrome thông dụng cho mọi người dễ theo dõi. Rồi. Đây chúng ta sẽ tạo 3 người dùng này. Rồi, mình sẽ tạo 3 người dùng nhé. Đây, mình sẽ tạo này. Đó, mình sẽ tạo người dùng thứ nhất này, không đăng nhập này. Màu vàng cho nó yêu đời này. Con này là V1 nhé. V1 này. Mình dùng này, nó là mình dùng trẻ S này. Rồi. Ok. Được chưa? Rồi. Mình tạo nốt mấy con thôi. Tạo thằng này. À. Thằng này là màu này cho nó đẹp. V2 để lấy tài khoản này. Đó, hoặc là cấp tài khoản này. Ok. Tạo thằng này luôn. Rồi, tạo thêm một con nữa. Này cho cái màu này đi. Ba nhiệm vụ của nó là cầm tài khoản quảng cáo. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta đã có 3 cái con bia đúng không? Lần lượt này. Bia 1, bia 2, bia 3 này. Ok, đến đây mọi người theo dõi kịp không? Đã tạo môi trường sạch xong rồi đó, mua bia rồi đó, làm file quản lý rồi đó. Nếu mà kịp thì mọi người gõ tiếp tục nhá, TT cho nó nhanh nhá. Gõ TT. TT. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm lần lượt nhá. Bây giờ mình sẽ lock via vào này, mình sẽ vào via 1 này. Đúng không? Rồi, gõ mở com này. Được chưa? Rồi, lock via vào. Đây là via số 1 nhá. Mình đây, nó bên này thôi, 981 đây này. Mình lấy bên này cho nó nhanh nữa. Bỏ ID vào này. Bỏ pass này. Ấn đăng nhập này. Nó hỏi là 2FA đúng không? Rồi. Lấy mà 2FA. 2FA. Rồi, trả lời lần lượt các câu hỏi khi đầu nhé. Thì ví dụ một con bia, một cái dàn này mà chúng ta làm á, thì bao nhiêu lâu chúng ta sẽ chạy được ad? Thực chất thì nếu mà mua bia về, nếu mà thiết bị sạch, môi trường sạch, thì cỡ khoảng 3 đến 5 tiếng sau là chúng ta chạy ad vô tư rồi. Nhưng mà thường thường thì mình sẽ không làm vậy, bởi vì có cái trường hợp mà đợt làm vậy á, thì nó sẽ bị khóa tài khoản, tức là nó không được tốt. Vậy nên là mình sẽ ưu tiên là mình ngâm một thời gian, ngâm lâu hơn. Thường thường thì tức là cái bia á, thường thường mình hay có thói quen là mình ngâm gọi là mình ngâm gối đầu á. Ví dụ mình ngâm, thường thường mỗi lần mình mua mình sẽ mua 3 con 5 con luôn, mình lốc vào mình ngâm trong một dàn luôn. Và đến khi mà mình cần chạy á thì mình sẽ lôi ra mình dùng. Chứ đừng có kiểu như gần đến khi dùng bắt đầu ngâm vào thì khi đó chúng ta chạy nó rất là dễ bị khóa. Thì đây chúng ta có một con bia nhé, đúng không? Đó, ok. Đây bia Việt đây. Đó, đi like đi cho nó vui. À, ông nào đẹp nhỉ, Nguyễn Hời Tứ. Rồi là cái lốc con đầu tiên nhá, xong nhá.
Rồi chúng ta lốc là chúng ta coi này. Tên con này là Hồ Hiểu Nghi. Copy ra đây. À, tên Via rồi, Hồ Hiểu Nghi. Thì khi mà lần đầu tiên chúng ta lốc Via thì chúng ta cũng nên á, là chúng ta lấy cái ngày sinh của con Via luôn. Để khi mà chúng ta làm bị khóa, chúng ta làm phôi á, chúng ta làm giấy tờ á, thì nó tốt hơn. Nhiều khi nó khóa xong rồi nó hỏi ngày sinh của mày là cái ngày nào á, thì mình không có biết á, bởi vì nó khóa rồi á, thì nó rất là dở hơi nha. Tốt nhất cứ lấy đi đó, lấy về xong phát là mình cập nhật luôn. Thì đây cũng là cái kinh nghiệm để mà mọi người khi mà mình chơi với bia nó là tốn tiền lắm. Ok. Nếu không á, đến khi mà nó bị checkpoint ngày sinh á thì chúng ta đâu có vào được viên nếu mà lấy ngày sinh. Nó rất là dở hơi cắm lợn ra. Rồi Hồ Hiểu Nghi này. Vai trò con này là mình bảo mình cho nó làm vai trò là trẻ. Đó, con này vai trò là cấp tài khoản nhé. Còn cái này con này vai trò là gì nhỉ? À, cầm tài khoản. Thì đây là loại bia này mình mua nhé, còn mình khuyến nghị thì mình khuyến nghị từ đầu rồi. Rồi chúng ta lốc máy 1 đã xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lốc cái số 2. À, mọi người lưu ý nhé, khi mà mua bia về chúng ta phải đổi cái thông tin bia nhé. Chúng ta phải đổi, ít nhất là chúng ta phải đổi pass mail này. À, cái này mình không có đủ thời gian nên mình sẽ không thực hành hết cho mọi người, nhưng mà đổi. Còn cái chuyện mà đổi cái thông tin pass bia thì chúng ta nên để sau 24 giờ chúng ta hãy đổi. Đổi sớm quá nó hay bị khoán. Rồi, con đầu tiên đã xong. Rồi, tắt đi. Rồi, chúng ta sẽ làm con thứ hai. Via cấp tài khoản đúng không? Rồi, chúng ta làm lại. Cái đoạn này thì mình sẽ làm nhanh nhé, vì đằng nào mọi người cũng biết rồi. Thường thường thì mình sẽ nốt một cái file online ở đây luôn để cái nào mình cần tìm cho nó dễ. Này mạng nó trong máy ảo nó sẽ hơi chậm một chút. Rồi mình sẽ lưu lại đây thôi. Đâu đó nó cũng tăng. À, cái này nó bị vậy rồi. Bây giờ này. Pass này. Rồi, 2FA. Này là thực hành luôn đó nhá. À, pass tận dài ngoằng đây cơ. Nhiều khi nó sai sai. 2FA này. À, địa chỉ email này, pass mail này. Đó. Lưu lại thôi. Đó, xong. Lốc xong. Không xong luôn. Lốc xong cái thì chúng ta mới về facebook.com nhé. Chúng ta vào mời nhóm facebook.com cho nó an toàn nhé. Đó. Xem cái con này. Con này tên là Linh Thùy. Ok, tao đưa vào đây là Linh Thùy. Rồi, kiểm tra ngày sinh. Thông tin liên hệ cơ bản. 23 tháng 1 2008.
Rồi. Tiếp con số 3 nhé. Số 3 đúng không? Rồi, tắt thằng này đi. Mở con số 3. Số 3 đây. Ok. Lưu. Ngô dám hiểm à? Mình mà lười làm cái này khi mà nó bị nó mất via mọi người, nó phí tiền đấy. Tất nhiên thì bên mình cũng muốn bán via nhưng mà không bất chấp vậy được. Ok. Rồi. Đến đây mọi người có câu hỏi gì không? Nếu không có thì chúng ta gõ ok nhé. Đó, lớp 3 ăn bia xong rồi đó. Dễ như ăn kẹo. Đúng không? Đó, 1 2 1 2 3 4 5. Chúng ta để ý cái phần file quản lý bia nhé. Không có sau này chúng ta chạy nhiều khổ lắm. Rồi. Bây giờ này chúng ta sẽ kết bạn các cái bia và chúng ta phân quyền. Được chưa? Phân quyền. Rồi, ok, chúng ta sẽ xem lại, chúng ta sẽ thấy như thế này nhá. Đây. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ có 3 con bia đúng không? Thương ơi. Thương ơi. Đấy, hôm nay anh thực hành cho em xem đấy nha. Hôm nào lại bảo anh chỉ không rõ nha. Vì cấp tài khoản cho thì cho tài khoản. Cho tài khoản bia này là bia cầm tài khoản. Rồi. Nhiệm vụ này là chuyên trẻ em. Chuyên chạy em. Hôm nay vì thương mới tổ chức vô nó thường ạ. Chứ không là anh xuống anh bế con rồi, con đang khóc dưới nhà rồi.
chuyên chạy ẹt. Cái này là thường thế sao nữa? Tại hôm bữa anh em hỏi anh cái phần này, anh bảo thôi để hôm nay sắp xếp đi tổ chức. Ông nói vậy thì cũng tội em, nói chung là nhiều nhiều người hỏi à. Thôi ta chỉ một lần đi. Đúng rồi, tỉnh ngủ đi em ơi, hôm nào hỏi anh không có trả lời đâu. Hôm nay anh làm chi tiết lắm rồi đó. Bia cho tài khoản này. Việc cầm tài khoản này OK, mọi người hiểu cái ba cái thằng bia này chưa? Thì thường bia cầm này thì chúng ta nên có hai con nhé, hai con này, hai con tức là nói để dự phòng đó, nó backup á. Còn bia cho thì không cần thiết luôn. Thằng này lấy tài khoản xong thì vứt đi cũng được. Bia chạy S này thì cần chạy mới thêm thôi, chạy mới thêm. Tức là cái này chúng ta nuôi sẵn nhé, chúng ta nên ngâm sẵn đi, ngâm sẵn. Nhưng mà chạy mới thêm vào nhà để nó đánh chết chùm á. Rồi OK mọi người, có ai có câu hỏi gì chỗ này không? OK thì chúng ta gõ OK nhé. Thì tương ứng ở đây chúng ta sẽ có các con bia này. Chúng ta sẽ có các con bia này, Hồ Hiểu Nghi, chạy cầm, đấy. Linh Thùy là bia cầm này. Ngô Diệm Giám là bia cầm tài khoản này, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kết bạn nhé. Kết bạn này đây, chúng ta sẽ lấy cái bia cầm này này, chúng ta kết bạn, tức là cái bia số đây, cho mình gõ 123 cho mọi người dễ hình dung nhé. 1 2 3 nha. Chúng ta sẽ lấy này, V2 này kết bạn với V1 và V2 kết bạn với V3, được không? Mình làm một lặn loạn, lấy bia 1 và 3 kết bạn với bia 2,
Được chưa? Này đi kết bạn này. Thùy Linh, Thùy Linh. Lấy bia 1 và 3 kết bạn với bia 2 đúng không? Rồi, ok. Làm nha. Mở bia 2 lên này. Làm một hồi cái này nó không dễ bị loạn lắm mọi người. Làm một hồi cái loạn. Rồi bây giờ này. Chạy lại thế nào? Lấy bia 1 và 3 kết bạn với bia 2. 1 và 3 kết bạn với bia 2. Rồi. Này, con này là con Hồ Hiểu Nghi đúng không? Kết bạn với bia số 2. Đó. Ok. Rồi. Bia 3 kết bạn với bia 2 luôn. Bia số 3. Kết bạn với bia số 2. Linh. Đồng ý đúng không? Linh Thùy này, Nguyễn Hùng là ai kết bạn luôn này. Rồi. Bia số 1. Linh Thủy, ok, đã kết bạn xong hết rồi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái nào là bia chạy ad này. Chúng ta đang quy định nhé, chúng ta tự quy định thôi. Bia 1 là chạy ad đúng không? Rồi, bia 2 là cho tài khoản đi. Linh Thủy này cho tài khoản. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái tài khoản của con Linh Thùy này này. Thêm Ngô Giáng Diệm này làm quản lý viên, được chưa? Vào bia số 2. Thêm. Cái này làm thì dễ, em không nói mọi người khó ghê á. Là mới thấy càng vướng hơn. Vào bia số 2 thêm số vào tài khoản quảng cáo. Bia số 2 thêm số 3 làm quản lý viên. Vì con số 3 là cầm tài khoản mà nên nó là quản lý viên. Rồi, vào tài khoản quảng cáo. Bia số 2 thêm số 1 làm nhà quảng cáo nhé. Bởi vì số 1 nó chỉ chạy ad thôi. Rồi, quản lý viên này. Đau đầu ghê. Làm nhà quảng cáo nhé. Thảo nào bảo mọi người kéo sang bên trái một tí. Kéo sang bên trái một tí. Được chưa? Rồi, ok nhá. Này, kéo thêm đi à. Được chưa? Rồi, cho xịt ra đây tí nha.
Cái gì che nhỉ? Từ từ. Chưa nhận được hình. Không không nhận được hình. Mọi người gửi hình lên nhóm Zalo để xem nào. Gửi đây không 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 thấy. Bạn này chờ tự chuyển màn hình của bạn này. Rồi, ok, vậy là mọi người vẫn thấy đúng không? Chết cha. Rồi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ làm nhá. Này, vào tài khoản số 2 và thêm số 1, số 3 là quản lý viên và số 1 làm nhà quảng cáo đúng không? Rồi. Rồi, chúng ta vào bia số 2 này. Tức là cái bia mà cấp tài khoản á, nó sẽ tương đương với cái con giống như là con Minh Nhi Đình này này, nó sẽ cấp tài khoản ở đây. Được chưa? Cấp tài khoản ở đây. Chẳng qua mình làm một con mới cho mọi người dễ theo dõi luôn thôi. Rồi. Chúng ta vào bia số 2 này. Rồi, chúng ta vào facebook.com/PE nhé, để chúng ta vào cái tài khoản của con đó. Rồi. Chúng ta vào cài đặt tài khoản quảng cáo. À, nó là do anh ở đó em. Làm nhà quảng cáo làm gì nó không chịu. Anh cho em nó chịu không nha. Rồi thêm người này. Rồi thêm quản trị viên này đúng không? Quản lý viên là nick nào đây? Nick Ngô Giáng Diệm. Ok, Ngô Giáng Diệm. Đấy, chưa? Quản lý viên nhá. Ấn đồng ý. Ok chưa? Rồi, tiếp thêm cái con số 1. Con số 1 là con chạy ad á, làm nhà quảng cáo thôi. À, con số 1 là con Hồ Hiểu Nghi. Rồi. Rồi. Nhà quảng cáo. À, cái này mà thêm không được cái con Thương nó chửi mình xù đầu. À, thực chất nếu mà xét quản trị viên mà mình bảo vệ bia hết rồi thì cũng chả sao, chẳng qua mình không muốn nó bị liên quan nhiều á. Quản trị viên nó liên quan nhiều hơn á, nhà quảng cáo thì nó liên quan ít hơn. Đó, như vậy là chúng ta đã xét xong cái dàn này đó. Được chưa? Đó, chúng ta có. Còn chúng ta cần thêm quản trị nữa thì thêm cái ad là nên thêm dự phòng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy này, chúng ta có tài khoản là Linh Thùy này, Thùy Linh này, đúng không? Hồ Hiểu Nghi là nhà chạy ad. Được chưa? Nhà chạy ad này. Chạy ad nhá. Rồi, Hồ Hiểu Nghi là nick 1 chạy ad đúng không? Chúng ta vào nick 1 này. Tức là chúng ta chạy bằng nick 1 nhá. Nó tài khoản thì của nick 2. Đây, chúng ta sẽ vào này facebook.com. Rồi, cái này chúng ta phải chọn đúng tài khoản nhé. Này, Linh Thùy nhé. Linh Thùy nhé. Đừng có chọn Hồ Hiểu Nghi chạy là giống như chạy kiểu cũ thôi đó. Đó.
Bây giờ chúng ta chỉ cần thêm cái con này vào fanpage nữa là chạy được thôi. Và mình ví dụ mình sẽ tạo một cái fanpage đi. Được chưa? Ái da, chơi gì mà là quảng cáo không đủ cứng đây rồi. Mình chạy một cái fanpage thôi. Hoặc thêm một cái fanpage nào đó vào cho con này. Đấy, ví dụ như bây giờ mình sẽ thêm con hồ hiểu nghi này đúng không? Vào một cái fanpage của bên mình nhé, để cho nó chạy quảng cáo nhé. Đây, chỉ mọi người cách thêm fanpage nhanh con này. Nó có cái hay là có những con via nó sẽ tạo được cái fanpage kiểu cũ nhé. Có con via thì tạo được cái fanpage kiểu mới. Nó mình có con via tạo fanpage kiểu cũ. À, mình chạy của bọn này luôn nhá. Bọn này nó có sẵn cái trang thì mình dùng luôn. Ok. Trang này trang cũ. Được chưa? Ái chà. Sao cái gì mà tận 460 mấy ngàn lượt thích kinh vậy? Cập trang. À, thằng này là nhà quảng cáo. Là nhà quảng cáo. Thôi, thoát ra cho nó lạnh. Thôi, vậy thôi mình lấy con khác nhé. Lấy trang này nha. Nào, đây. Mình vào chuyển này. Ok. Quản lý. À, quyền truy cập trang. Rồi, chúng ta chỉ cần thêm vào đây là xong. Đó, mật khẩu con này không biết là gì nữa. Chết rồi, con này mình không nhớ pass nữa rồi. Con khác. Facebook chấm con. Bán tài khoản chat GPT đây. Quản lý này. Đây. Thêm mới thôi. Thêm cái nick chạy ad kia là được nhá này. Hiểu nghi. Đó.
luôn. Xem nhận. Nay ngày gì mà toàn sai mát rồi này. Ok. Rồi giờ mình sẽ vào nhận trang là xong thôi, chạy ad thôi. Đó. Đồng ý này. Rồi đó. Rồi. Xong rồi mọi người. Giờ chỉ việc vào đây và chạy ad thôi. Đổi qua tiếng Việt cho dễ dùng nhé. À, kinh nghiệm mọi người này, ấn vào đây này, chọn cái hình bánh xe, chọn cái dưới cùng. Vì nhiều khi mình dùng những con bia như là bia Thái hay là các bia các nước khác á, thì nó không ấy được. Không biết đường nào mà nhấn hết. Em bây giờ mình nhớ vị trí rồi, không biết ngôn ngữ vẫn nhấn được. Rồi, như vậy chúng ta bắt đầu có thể là chạy ad với cái con tài khoản này rồi đó. Đó, có trang có đồ đây rồi, chỉ việc chạy thôi, thêm thẻ vào và chạy thôi. Tài khoản GPT chính chủ đây. Đó. Đăng thì thêm thẻ là được nhé. Tiếp và thêm thẻ là xong nha mọi người nhé. Rồi, ok, mọi người nắm được chưa? Như vậy là mọi người đã set up xong một cái im con. Im. Mọi người đã set up xong một cái dàn tài khoản rồi đó. Xong rồi đó. Rồi. Rồi, đăng rồi mọi người. Ok, như vậy là chúng ta đã biết cách để xây dựng một dàn tài khoản rồi đó. Ok, mọi người nắm được chưa? Có câu hỏi gì nữa không? Không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ đi trả lời những cái câu hỏi lúc nãy. Còn thường thường thì cái thằng bia chạy ad thì nó sẽ bị tèo, chúng ta thêm bia cầm mà tèo ta cũng chêm vào thôi. Tài khoản này dạo này em thấy nó ít khóa mà. Chủ yếu nó khóa bia thôi. Ok mọi người xong chưa? Có câu hỏi gì hay vướng mắc gì đoạn này không? Xong rồi chúng ta gõ ok nha. Con số 2 sao? Con số 2 thường anh sẽ dùng cái loại bia có 10 tài khoản nó rẻ hơn. Giờ này có bia 1.000 tài khoản nhưng mà lỡ may nó khóa cái thì nó còn nhục nữa.
chơi. Con số 2 hả? Con số 2 gì chế ơi? Có thêm thẻ không? Con số 2 thêm thẻ thì thường thường á, anh tức là thêm thẻ là thêm vào tài khoản thôi, còn con nào thêm cũng được mà không có sao. Thêm thẻ này. Thêm thẻ vào tài khoản này. Vào tài khoản. Con 2 này. Tài khoản cũng được chia sẻ. 2 3 thêm thẻ đều được ấy. Thực chất thì thường để một con là thêm là được. Tức cho nó chuyên, con nào thêm thẻ thì cứ cho nó thêm thôi. Đừng có chạy lộn xộn là được. Hoặc có một số viên nó ngược ngược á, ví dụ viên của nước ngoài thì chạy ở Việt Nam đi thêm nó bị lỗi á, thì chúng ta sẽ dùng viên Việt để thêm. Bon. Chứ mọi người có câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì chúng ta gõ đặt nha, đặt luôn nha. Đấy, mục tiêu hôm nay là lên để hướng dẫn cho mọi người cách làm sao mà để chúng ta tự xây dựng được một cái dàn tài khoản như thế này. Thì chúng ta sẽ có một cái dàn tài khoản nó chạy ổn định, mà chúng ta cứ thêm vào và chạy chéo thế này nó khá là ổn định. Rồi, chúng ta sẽ quay về một số câu hỏi lúc này. Nuôi bao lâu chạy được thì ok rồi đó, là một vài ba tiếng chạy được rồi, nhưng mà tốt nhất thì nuôi khoảng vài ba ngày cho nó quen thì tốt hơn. Rồi. À, có cần chung không? Không cần chung. Làm thế nào để tăng ngân sách? Thì thường thường á, nếu có một cái con vía mà bị khóa ngân sách thì một đúng rồi. Đúng đó thường. Con khóa thì nó khóa con số 1 thì mình thay con số 1 mới vào chạy tiếp thôi. Thay con khác. Mua con khác nhét vào chạy thôi. Chắc còn tài khoản thì nó không có khóa ít gì. Giờ nó mấy khi trừ khi mình chạy hàng vi phạm chính sách. Làm thế nào để tăng ngân sách? Thì nó hai con thì bắt buộc thì em phải làm nhiều tài khoản thôi. Thì trong dàn nó ví dụ như anh làm ví dụ minh họa là một tài khoản, còn ví dụ như em có thể làm dàn 3-4 con. Thì khóa con này thì chạy con kia thôi. Ý là cái này là đây đang là một cái dàn nó cơ bản nhất, tức là chỉ có một tài khoản á. Một việc cầm một đấy là gọi là dàn đơn giản nhất. Làm thế nào để tăng ngân sách bia thì cái này mình có thể mua những cái tài khoản ngưỡng to nhé. Ví dụ như là limit 5M8 chẳng hạn. Đó, thì nó về nó chạy được 5M8 luôn, không phải là 1M1 nữa. Còn là mở giới hạn bia hạn chế thì chạy một thời gian nó cũng mở thôi, nhưng mà nó lâu. Muốn chạy nhiều thì mình mua tài khoản no limit hoặc là tài khoản 5M8 mình chạy thôi. Bây giờ 5M8 kiểu như chạy có ngưỡng rồi, nó bán cũng rẻ mà. Bán cỡ 6% được mớ tiền xong rồi lại có ngưỡng to. Hoặc là kể cả mua tài khoản trắng thì mua tài khoản ngưỡng to luôn. Rồi. Làm thế nào để ăn thẻ không hao? Cái này chỉ có một cách. Nhưng mà đợt này mình thêm nhiều mình không thấy bị nhá. Đang này không biết sao nhưng mà muốn thêm không bị đâu thì cứ thêm qua PayPal thôi. Ý là mình nhét thẻ vào thằng PayPal kìa, sau đó rồi chọn USD và chọn phương thức thanh toán là nó bằng PayPal thì nó không bị hao, hoặc là đơn giản nữa là mua tài khoản không hao. Nó sẽ không bị, nếu mà bị sẽ hoàn tiền. Bon. Rồi. Black thì chúng ta không bàn ở đây được. Cái chương trình này thì nói thẳng ra Black thì nó phải trả bằng tiền. Nếu mọi người muốn chơi Black thì mọi người phải học Black. Món đó nó không có chia sẻ được. Chia sẻ nó nát thị trường. Thì chúng ta học Black. Chạy Black mà không bị quét liên đới thì có một cách là mình, thứ nhất là mình tách dàn độc lập, tách dàn, tách
độc lập luôn. Mỗi dàn thế này là vứt cho một con VBS. Còn muốn bay nó không chết thì mình thanh toán. Thực chất là tách dàn thì nó là không chết liên đới rồi. Còn nếu mà muốn bay không chết mình cứ thanh toán cái bay bay ngon, thanh toán đầy đủ thôi. Sau mình lấy cái ngưỡng đó mình đi chỗ khác, hoặc là mình chạy cái vấn đề khác, khi mà chạy black thì mình không dính cái bay cũ nữa. Rồi, một thẻ ngân hàng ăn nhiều tài khoản quảng cáo thì một tài khoản vô hiệu hóa thì không, nó không ảnh hưởng, mình vẫn lấy thẻ đó mình thêm bình thường. Nuôi seeding thì cái tool mà hiện tại mà mình thấy dùng nó ổn nhất là thằng Macke. Nhưng mà nếu mà mọi người dùng 20-30 cái thì chả cần thiết. 20-30 cái thì nhưng mà thôi, cái tool đó vẫn là ổn nhất á, Macke. Nó nuôi, tức là giao diện nó khá thông minh, mình dùng có mấy bên rồi nhưng mà giao diện nó hơi củ chuối, mình không có thích. Macke này mình thấy vẫn ổn nhất. Ok, mọi người có câu hỏi gì nữa không? Đó, đã giải quyết một số câu hỏi, giải quyết được thì giải quyết rồi. Còn cái món black thì mình không có chia sẻ ở đây được. Chia sẻ bị ăn chửi á. Không, không muốn bị ăn chửi đâu. À, ok, nếu như mà mọi người không có, mọi người thấy mình có thể tự làm được chưa? Số lượng lớn tài khoản tôi nuôi, số lượng lớn tài khoản chạy ad. À, thực chất ad hay là seeding thì đều là Macke này được. Thường mà chạy ad thì thường chả cần nhiều tài khoản vậy đâu. Chạy ad thì có, nếu mà vẫn ngon nhất á, vẫn là nuôi tên VPS, là nuôi ít thôi. Còn nuôi số lượng thì buồn cái nó đi cả dàn thì nó khá là mệt. Hai này dùng chung được nhé. Còn nuôi seeding thì thực chất là không cần Macke đâu, ví dụ như là F Plus cũng được đấy, không rẻ đấy. Rẻ. Đó. Đó. Cái này thì không bàn tới. Ông nào muốn black thì thực sự muốn thì đã đi tìm hiểu rồi. Ok. Mọi người nào biết làm chưa? Mọi người thấy đã biết làm chưa? Ai đã biết làm thì gõ biết rồi xem nào. Hôm nay làm chi tiết nhắm rồi đó. Bỏ tiền ra mua bia làm cho mọi người luôn rồi đó. Ok. Thì nếu mà mọi người không có câu hỏi gì nữa thì mình xin phép được kết thúc chương trình tại đây nhé. Hôm nay mình không có cái gì để mua để bán cho mọi người cả. Chỉ muốn chúng ta biết cách làm cái dàn tài khoản này cho nó xong đi. Để mọi người phải hỏi mình nó nhiều lần, nó tốn công ra. Rồi, ok. Nếu mà chúng ta không có gì thì chúng ta gõ người chín nhé. Cảm ơn mọi người đã tham dự cái buổi Zoom hôm nay. Nói chung là mọi người tự làm được là mình vui rồi. Này đó là mình chia sẻ rất là chi tiết rồi đó. Còn một số cái về black thì mình không có tiện đề cập ở đây. Rồi. Ok mọi người. Bye mọi người.